Mời bạn nam. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Lê Thị Khuyên và em năm nay 28 tuổi. Hiện tại em đang giảng dạy tại trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Em dạy về tài chính. Tài chính. Dạ. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Quảng Trị. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Em tên là Phương Đông, năm nay em 32 tuổi. Em hiện tại là nhân viên kinh doanh của công ty kỹ thuật tự động An Dương. Quê bạn ở đâu? Em là người gốc ở ngoài Bắc. Là hiện nay sống Thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ, em sống ở thành phố. Với ai? Dạ, em sống với lại ba mẹ. Một cô giáo dạy đại học rất là duyên dáng, tại sao mình chưa có bạn trai? Dạ, trước đây em cũng có hỏi câu đó. Nhưng mà sau khi em xem chương trình của mình á, em thấy là ế thì nó không phân biệt chiều cao, cân nặng, không phân biệt tuổi tác, ngành nghề, giới tính. Cho nên thì ai cũng có thể ế. Thay vì em hỏi là tại sao ế thì em hỏi là làm sao mình hết ế. Cho nên là hôm nay em có mặt ở đây. Mình giới thiệu một chút về năng lực của mình, điểm mạnh, điểm yếu. Dạ, điểm mạnh của em là em lạc quan, vui vẻ, thích làm việc và em thích trải nghiệm. Sự đoản thì là hội họa, em vẽ rất là xấu. Còn nếu mà tật xấu thì em nghĩ là mình thất thường. Tức là có thể là sáng nắng, chiều mưa. Bạn có mối tình nào chưa? Dạ, nếu tính là mối tình thì em có một mối tình. Chia tay bao lâu rồi bạn? Dạ, gần 2 năm. Rồi, đó là cái tiểu sử trích ngang ngắn gọn của bạn gái. Còn bạn trai thì như thế nào? Điểm mạnh và điểm yếu của bạn? Tính của em thì rất là hòa đồng, mà cũng vui vẻ, cũng thích hài hước. Điểm yếu là gì? Có đôi khi thì cũng làm biến. Làm biến? Dạ. Anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, nếu mà mối tình song phương thì chưa có. Chưa có luôn. Mối tình đơn phương thì? Đơn phương thì có hai mối tình đơn phương. Vậy thì mình sẽ tìm đối tượng như thế nào đây? Dạ, em cũng rất là dễ tính. Chủ yếu bạn ấy hiền là được. Hiền thôi hả? Đơn giản vậy thôi hả bạn? Dạ, cái hiền là được. Có một số cái nhỏ nhặt khác nhưng mà không sao. Kể luôn đi, thử xem thế nào. Dạ, ví dụ như là thích nấu ăn ạ. Thích đi du lịch. Con người nên vui vẻ. Những cái tiêu chuẩn ảnh đưa ra thì em nghĩ là em được bao nhiêu phần trăm? Em có hiền không? Dạ, mọi người nói em hiền. Biết nấu ăn không? Em biết nấu ăn. Vậy là được rồi. Anh có nhiêu đó yêu cầu à? Vậy là bạn Kha, bạn thích mỗi người, lý tưởng là người như thế nào? Thứ nhất là phải có chất đàn ông. 32 tuổi chưa có bạn gái đó, tôi không biết có đàn ông hay không. Chút qua coi mới biết được. Dạ, hiếu thuận, kiếm được tiền nhiều hơn vợ. Có một ước mơ hoài bão để mà mình luôn, mình cố gắng. Rồi, còn điều gì nữa không? Em thích những người đàn ông nhân hậu, thích giúp đỡ người khác và đặc biệt là yêu trẻ con. Bạn trai, với những tiêu chuẩn bạn gái vừa đưa ra thì bạn nghĩ như thế nào? Em thấy thì cái điều cuối cùng là chắc rồi. Yêu trẻ con á hả? Dạ, em thì rất là thích con nít á. Và em cũng dụ được con nít khá tốt. Dụ con gái được không? Dạ, con nít thì con gái, con trai em dụ được hết. Dụ con gái lớn được không? Dụ được thì không ngồi đây anh. Bây giờ thế này thì hai người thể hiện tài lẻ về mình chút xíu đi. Bạn trai có gì cho nó sôi tụ lên xíu không? Dạ, em thì thích rock nhưng mà sợ mọi người ở đây thì nếu mà mạnh quá thì khó nghe. Không sao, không sao. Càng mạnh càng tốt. Ở đây thích mạnh lắm. Trong đây phòng này kích động lắm. Vỗ tay quý vị. Đứng lên, nào, rock. Hoàng quả vô nha. Em cười thứ tha, gõ lên cánh cửa nhỏ, đánh thức ước muốn từng ngủ quên. Gọi tên tôi, thoát xa cơn mê này, tranh vênh bờ đến sau bao gọi mời. Em kề vai tôi ngồi bên thềm, bỏ lại đằng sau những khúc quanh co và cam dô để quay về. Ở đó có tôi với em, này đây tiếng gọi rất quen. Thôi ngọn lửa bùng cho mắt thêm sâu, hẹn nước ngày tháng em đêm. Dạ xin hết. Trời ơi trời. Này rock không nổi rồi. Này do rock nhưng mà rock mía. Ăn nước. Em hát một bài lại cho chị nghe cho nó xôm lên xíu coi. Bạn kia làm bể quá. Vậy thì em sẽ hát bài Em Muốn Sống Bên Anh Trọn Đời. Rồi. Em muốn sống bên anh trọn đời, như núi chiêu phong đứng bên mặt trời, để ngày ngày mặt trời say mê gọi núi. Em muốn sống bên anh trọn đời,
như áng mây khát khao bầu trời của em, tình yêu của em, mùa xuân ơi. Wow. Hay đấy, cô gái nhất là tôi phải là véo von, véo rất nhanh. Chào em. Chào Quang Hiền nha. Nghe giọng hát của em rất là hay, rất là xinh đẹp, giỏi nữa. Vậy thì tất cả hình như nó gần như hoàn thiện rồi. Em có yêu cầu gì bên đàn trai bên đây không? Dạ không. Không có đúng không? Dạ. Có yêu cầu có nhà cửa vợ luôn không? À, có nhà tốt ạ. Được. Vậy là em trai yên tâm rồi ha. Bạn không thích điểm gì ở người đàn ông? Dạ em không thích đàn ông lười biếng, phải biết chơi thể thao. Mẫu người lý tưởng của em là ai em? Dạ MC Phan Anh. Phan Anh hả? Khó à. Đây chắc Phan ngang quá. Có chơi môn thể thao nào không anh? Dạ có. À, bạn lười biếng là lười biếng cỡ nào? Dạ nhiều khi không có. Ngày nào cũng đó. Em nói chung cũng biết chăm sóc bản thân đó. Cũng sạch sẽ chứ không có ở dơ. Chứ lười biếng cái gì? Lười biếng là nhiều khi nằm ăn ngủ cả ngày, cứ ăn mới ngủ không. Lâu lâu mới làm biếng. Bây giờ nó có cái này nè bạn. Dạ. Ở bên kia bạn gái đó cần người đàn ông phải thu nhập cao bằng ấy. Dạ. Vậy thì mình có một cái hướng phát triển tương lai nào đó. Em muốn làm gì đó cho riêng em không? Em thì rất là thích làm kinh doanh. Cái môi trường hiện tại của em thì khá là tốt. Em thấy là có thể phát triển được. Giám đốc cũng muốn ngỏ ý là muốn cổ phần là tham gia vào với công ty. Đó. Thì đó cũng là một kế hoạch kinh doanh đó bạn. Kinh doanh đó. Hôm nay bạn nữ mình có đi với người thân không? Dạ, em đi với em trai với em. Dạ. Rồi, chào hai em. Dạ, em xin chào anh Linh, chào chị Tường ạ. Rồi, chào em ở đây ạ. Thì em có thể nhận xét về chị gái của em là ngoài hình thì có vẻ là hơi nhỏ nhắn một tí, nhưng mà bên trong chị là khá là bản lĩnh. Thì nhận xét về cái anh bên này á, thì em về cái tính cách hay là cái ngoại hình á, thì em không dám đánh giá. Nhưng mà em có một nhận xét đó là khá là vui và là thú vị. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em trai. Rồi bạn trai có đi với ai không? Dạ, hôm nay thì em đi với hai người bạn của em là cũng học chung đại học từ năm 2002 đến giờ chơi với nhau. Rồi dạ, chào đâu chào hai em. Cô gái bên kia thế nào? Em chào anh Linh, chào chị Cát Tường. Với những gì bạn thể hiện ở đây á, thì em có hai cái đánh giá là thứ nhất á, bạn duyên dáng và thứ hai là có chiều sâu. Còn về bạn em á, tóm gọn lại một câu là đơn giản, vui vẻ. Rồi, cảm ơn bạn. Nếu như mà hai bạn mà có cơ hội, hai anh sẵn sàng làm cái nguồn cung cấp và thông tin rõ nét và chính xác nhất về bạn của anh cho em. Trời ơi. Có đồng minh, có đồng minh. Thôi bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt. Ta có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Thì hôm nay gặp mặt thì anh cũng có món quà tặng. Em cảm ơn anh. Là con trai thì chắc nên nói trước những cái điều mà anh muốn hỏi hay muốn biết về em thì nó nhiều lắm. Sợ thời lượng chương trình chắc không đủ. Thì thôi em có hỏi hay đánh giá gì mà anh em nói trước nha. À, trong cuộc sống á, anh có thứ gì mà thích vô điều kiện không? Chắc con nít. Con nít. Ngoài ra có gì nữa không? Bây giờ cũng chưa nghĩ ra. Đối với anh á, thì bạn gái và sau này là vợ á, thì anh sẽ xếp thứ mấy trong những cái điều mà ưu tiên trong cuộc sống của anh? Anh thì theo quan điểm thế này, bây giờ nếu mà em hỏi anh á là bên vợ hay là bên mẹ, mẹ là mẹ anh, thì anh á là có vợ thì bên vợ, có mẹ thì bên mẹ, có cả hai người cùng lúc thì anh im lặng. Dạ. Anh hỏi em. Em hết rồi. Em là giáo viên. Dạ, em là giáo viên. Giảng viên của đại học. Dạ. Vậy là em là thạc sĩ rồi. Dạ đúng rồi. Thế thì em học cao anh. Bây giờ bạn cảm thấy là bạn phấn khích, bạn yêu quý, bạn nể phục hay bạn cảm thấy lo sợ, mất tự tin rồi? Dạ, rút luôn. Không có lo sợ. Giọng anh khái thì đâu có gì lo sợ. Mạnh mẽ lên. Dù em học cao hơn anh nhưng anh chắc chắn lương sẽ nhiều hơn em. À, về cái chuyện mà em nói lương đàn ông phải nhiều hơn phụ nữ á, thì nói thật ra là về cái công việc hiện tại á, thì anh cũng có hướng phát triển rất là tốt. Sau này là sẽ chăm lo cho gia đình. Bạn gái cảm nhận về bạn trai thế nào?
mình có thấy chút tình cảm gì nó nhen nhóm không? Em cảm thấy anh là một người chân thành, anh vui tính và anh là một con người đơn giản. Em cũng thích một người đàn ông mà suy nghĩ đơn giản. Nhưng cảm nhận của em về anh thì em muốn là một người bạn hoặc là một người anh hơn là một người bạn đồng hành. Dạ. Cảm ơn em. Rồi, hết thời gian. Dạ. Rồi, mời bạn đặt tay lên nút. Chúng ta suy nghĩ cho kỹ điều kiện gặp nhau, cơ hội gặp nhau và cơ hội để chúng ta bấm nút tìm hiểu nhau nhiều hơn. Bắt đầu. Một, hai, ba. Hết thời gian. Tôi rất là quý bạn. Khi mà tất cả những gì diễn ra, bạn vẫn bấm nút, có chứng kiến, nói lên suy nghĩ của mình. Rất tốt. Dạ, cảm ơn. Bạn gái thì cũng rất rõ rồi ha. Có thể là nó cũng chưa có duyên với nhau, chưa hợp với nhau. Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để tìm cho mình một nửa yêu thương trong chương trình Bạn Muốn Hò ở câu lạc bộ. Chúng tôi sẽ offline để các bạn gặp nhau, có thể có những cái tình yêu chéo. Và khán giả xem truyền hình ơi, biết đâu một trong hai bạn là đối tượng của mình thì sao? Hãy chọn cho mình một đối tượng, một nửa trái tim quý vị nha. Đây, xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúng ta sẽ là bạn với nhau. Đúng biết rồi. Đâu đó chúng ta sẽ giúp đỡ được nhau, hỗ trợ được nhau rất nhiều trong cuộc sống. Dạ. Chúc hai bạn sớm tìm được hạnh phúc của mình. Rồi, chúc hai bạn sẽ thành công trong công việc. Cảm ơn hai bạn. Rồi, cảm ơn hai bạn. Phấn đấu như bao lâu nữa thì mình có thể ở được chung cư? Dạ, muốn từng sau cũng được, có gì đâu. Ờ, ghê vậy. Sốc nha. Dạ. Mặc dù là cặp đôi đầu tiên không thành công nhưng mà không sao, ông mai bà mối vẫn rất là hăng hái và tiếp tục mai mối cho cặp đôi thứ hai, xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Hả màng. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, chúng ta hãy giới thiệu về nhau. À, em giới thiệu trước. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em tên là Thanh Mai, năm nay em 24 tuổi, hiện là giám sát viên tại khu vui chơi trẻ em. Quê mình ở đâu? Dạ, nói về quê hương thì nó hơi dài dòng đôi thôi. Ba em là người Hà Nam, mẹ em là người Hà Tĩnh và em sinh ra và lớn lên ở Rạch Giá, Kiên Giang. Hiện em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Tự nhiên Hà Giang, Hà Tĩnh, mình tưởng đâu là ở Hà Nội, tự nhiên sao xuống tới Rạch Giá, Kiên Giang. Hai đầu nỗi nhớ. Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em tên là Văn Minh Tấn, năm nay 28 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch của thành phố Hồ Chí Minh. Tên của em thì hợp lại chứ. Thứ nhất là Văn Võ, Minh là thông minh, còn Tuấn là tướng tú. Đó là kết hợp giữa ba cái đó là vào cái tên của em. Trời ơi, dữ. Văn Võ, thông minh, tướng tú. Ủa mà đó là cái tên thôi, rồi còn cái người của bạn có giống như cái tên không? Nó cũng được 80 đó chị, Cát Tường ơi. Vậy là quá tốt rồi. Dạ. Tự tin quá. Tự tin tốt em, kệ. Hai đối tượng giới thiệu đều sốc hết. Bạn đi làm du lịch được bao nhiêu năm rồi? Dạ, năm nay là năm thứ 6 ạ. Đi nhiều như vậy không lẽ mình không tìm được đối tượng cho mình ạ? Dạ, tại vì đôi khi mình đi làm quá nhiều đam mê công việc thì khi mà quay lại là bây giờ là mình đã 28 tuổi rồi. Nếu mà lấy vợ về thì mình ở đâu? Không có điều kiện thì mình sẽ mướn phòng trọ, còn có điều kiện thì mua chung cư. Đó, đó là tương lai bạn ấy đang hướng tới đấy. Phấn đấu như bao lâu nữa thì mình có thể ở được chung cư? Dạ, muốn từ tuần sau cũng được, có gì đâu. Ờ, ghê vậy. Sốc nha. Dạ. Không mua trả góp. Như bao lâu nữa thì mình tiến tới hôn nhân được? Tuần sau cũng được. Dạ không, đó hơi gấp, mình làm không kịp. Em muốn hỏi là anh quan niệm thế nào về tình yêu, hôn nhân và gia đình? Có vợ thì phải lo cho vợ, có con thì phải lo cho con. Dạ, em được biết là hướng dẫn viên du lịch tới thì đi rất là nhiều. Chắc cũng anh cũng đa tình dữ lắm phải không anh? Ai cũng nói thứ nhất là hướng dẫn viên du lịch, thứ hai nữa là tài xế. Có nhiều vợ, nhiều người bạn gái, nhưng thật sự ra khi mà lâm vào cái nghề của mình rồi mới biết được không bao giờ như vậy. Trời, cái nghề mà ông dùng từ lâm vào nghe thấy ghê. Nếu mà anh lấy vợ về thì có ở chung với ba mẹ không hay là ở riêng? Tất nhiên là phải ở rồi, tại vì gia đình chỉ có một mình anh thôi. Anh là con một? Không, với một đứa em gái nữa, như anh mà là con trai. À, con trai một. Đúng rồi. Chắc con cưng dữ lắm ha. Không có cưng gì lắm, cũng vừa vừa thôi. Nãy giờ toàn em hỏi thôi mà anh không hỏi em gì hết trơn vậy? Anh cho em hỏi mà, em cho ưu tiên cho phụ nữ. Rồi, giờ tới anh hỏi đi. Anh thì rất là đơn giản, không có gì phải hỏi hết. Ủa vậy là không muốn hỏi phải không? Không phải là không muốn hỏi, nhưng mất mà mất cơ hội đáng chịu. Bạn trai, bạn mong muốn một cái người phụ nữ đi suốt với mình cả một chặng đường dài là người như thế nào? Nấu ăn thì em thua.
Rồi. Em tìm phụ nữ biết nấu ăn. Dạ em thích nấu ăn. Không biết là có ngon hay không nhưng mà nói chung là nấu ăn cũng được. Ừ, vậy là được. Nói chung ăn là được rồi. Thứ hai nữa lo cho gia đình. Dễ nhìn chút là được rồi. Dễ nhìn là dễ nhìn sao? Có nghĩa là không xấu mà không đẹp, trung bình. Chung chung quá khó quá. Trắng cao thì phải từ 1m55 là được rồi. Bạn không thích điều gì người phụ nữ? Tám nhiều quá. Tại vì em cũng nói nhiều quá rồi. Đúng rồi, em cũng sợ lắm. Tám nữa thì hai đứa tám sáng đêm không ngủ. Bây giờ bạn muốn tìm ra mẫu người bạn trai là người như thế nào? Dạ, vui vẻ, hòa đồng, khéo léo trong cách cư xử với mọi người xung quanh. Bạn trai đó là con một, nếu bây giờ phải làm dâu thì bạn đồng ý không? Cũng không thành vấn đề, miễn sao anh khéo léo trong cách cư xử giữa nàng dâu và mẹ chồng là được. Bạn không thích điểm gì ở người bạn trai? Nhậu nhẹt, bê tha, bỏ bê gia đình. Chắc không có đâu. Này chắc bỏ chị. Có nhậu không bạn? Dạ cũng có, nói chung là xã giao là phải có, nhưng mà ý là đúng chừng mực rồi thôi. Nhưng cái bỏ bê gia đình đó, làm du lịch là phải bỏ bê gia đình đúng không? Dạ đúng rồi, đôi khi một tháng thì đi suốt luôn, có khi là chỉ có về thí dụ như 8 giờ về tới thành phố Hồ Chí Minh. Rồi trả khách xong về tới nhà là chỉ ở nhà được tiếng 2 tiếng đồng hồ. Đúng rồi, đi rồi. Đây cái này là hơi bị bỏ bê gia đình đó. Cũng thông cảm hiểu cho nhau được mà. Dạ đúng rồi chị Cát Tường. Đúng không? Dạ. Trời có đúng đồng tiền rồi đó ha. Không, giống chị á. Đúng rồi, mấy người có đúng đồng tiền là đẹp. À cũng dễ thương. Đúng rồi, dễ thương, có tật xấu gì không? Dạ không, em có tật xấu gì hết đó. Nhưng mà có phước điểm là khi mình đi làm về là phải nằm nghỉ ngơi từ 5 đến 10 phút, đừng ngay quấy rầy. Vợ người ta ra người ta tiếp rước rồi người ta nói chuyện cả ngày, người ta cũng nhớ nhung, người tự nhiên không làm phiền là sao? Thì tới đó mới biết được, chứ còn giờ em là cái tính em là phải như vậy. Chứ vợ ra đứng ở cửa ôm mà hung. Tại chuyện bây giờ em chưa có vợ, em đâu có biết đâu. Thì tới hoàn cảnh đó em mới biết xử lý như thế nào. À, dạ. Nói vậy chứ lúc đó khoái thấy mồ luôn, chứ đặt xạo xạo để tôi hỏi cái coi cái tiêu chuẩn về ngoại hình sao? Đừng có bụng bự, đừng có bụng phại. Có gì đâu mà cười dữ vậy? Không có vậy. Ừ, hóp vô đâu có có. Dạ đúng rồi. Sao? Được. Dạ, dạ anh Nguyễn Linh. Lanh lắm, bên đây cũng lanh lắm. Hai người cùng lanh nhau. Làm gì không thích bụng phệ, bụng bự. Bụng bự thì cũng được nhưng mà đừng có bự quá. Ví dụ như em ôm không hết vòng tay vậy chẳng hạn. À, bạn bên đây đi suốt như vậy em có sợ về hai vợ chồng nhau rồi mạnh người nào nó đi rồi bỏ gia đình nhỏ ai lo không? Dạ có, tại vì em cũng hay tủi thân lắm. Đi mà bỏ em là em hay khóc lắm. Thí dụ bây giờ lấy nhau về đó, mình có chịu hy sinh, ví dụ như chồng không chịu bỏ nghề, em có chịu hy sinh bỏ nghề không? Em là người rất là quan trọng gia đình, nhưng mà công việc của em thì cũng không thể bỏ. Đó là quan điểm, đó là cá dạ. tính. Nếu như bây giờ hai người cùng làm việc với nhau, đi bỏ gia đình để bỏ con vậy, cuối cùng ai sẽ là người hy sinh để bỏ công việc về với gia đình? Chắc em. Anh can đảm mà, đàn ông mà, hy sinh tí đâu có gì đâu. Lúc đó thì vợ mới thương mình nhiều hơn. À. Ủa rồi bạn có chịu lấy một người chồng mà ở nhà coi nội trợ bếp núc coi con để bạn đi làm không? Dạ không. Vậy chứ giờ sao? Nếu mà xếp giữa sự nghiệp, gia đình thì em muốn người đàn ông của em chọn sự nghiệp. Rồi em cũng chọn sự nghiệp vậy ai lo gia đình? Đối với em thì gia đình cũng rất là quan trọng. Đừng bắt em bỏ công việc của em vậy là được. Vậy là mình phải cố gắng cả hai đúng không? Dạ. Chứ không ai bỏ công việc hết đúng không? Dạ chắc chắn. Rồi tốt. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ có, mẹ với ngoại với bạn của em. Dạ chào cô. Chào Quỳnh Linh, chào Cát Tường. Mai là người của gia đình, Mai nói thế thôi, nhưng mà công việc và gia đình thì Mai luôn sắp xếp hài hòa. Bạn trai bên này thì cũng xứng với Mai. À, cô mong là hai đứa sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ cảm ơn cô. Dạ kế bên là ông ngoại đó hả cô? Dạ đi lên đây ủng hộ cháu ngoại. Đây là ông ngoại của cháu Mai. Dạ. Hôm nay được tham gia chương trình, lời đầu tiên là tôi có lời chào trân trọng với lời chúc khỏe tới Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Cùng tất cả nam thanh nữ tú trong chương trình hôm nay. Dạ. Trời ngoại minh mẫn quá. Tôi thấy chương trình hôm nay rất là hay, rất là tốt. Nhưng mà tôi có hơi buồn cái là thế này. Các bạn ở đây nam thanh nữ tú không phải là ế, mà phải nói là mãi lo công chuyện, mãi lo làm ăn, mãi lo dàn trải. Thành thử có nhiều mối tình nhưng mà không đến được với nhau. Với người ta nói hậu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Hai người đối mặt với nhau đây rồi cuối cùng cũng đến được với nhau. Ví dụ như gặp vừa rồi. Dạ. Bởi vậy cho nên theo ý tôi á, đừng nói ta ế mà người ta buồn. Ngày xưa quen nhau đó, yêu nhau đó ngoại, có dám công khai ngồi nói chuyện tình yêu giữa đám đông người này? Cái đó một lúc tôi sẽ nói đến. Thế bây giờ là tôi thấy thế này này, các bạn hôm nay rất là sướng. Dạ. Ông Tớ đàng hoàng, bà Nguyệt đàng hoàng. Dạ. Được có cái hội trường hoành tráng thế này. Chứ hồi xưa tụi tôi á đi chỗ này chỗ nọ nói năm câu ba điều chứ đó, rồi về mai mốt thì cứ cha mẹ bị đoán hàn, đoán nhiệt, đoán gần, đoán xa, nơi cặp này có này nó yêu nhau kêu kêu người ta đến gả đi. Chứ bây giờ hôm nay chúng tôi rất, các bạn rất là sướng.
Mà rất cảm ơn Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Làm cái chương trình rất là hữu ích. Và tới đây thì tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Cầu mong cái chương trình Bạn Hẹn Hò hôm nay sẽ mỹ mãn thành công và các bạn đến với nhau bị mãi mãi bền vững. Dạ, cảm ơn ngoại. Cảm ơn nhiều. Ngoại. Chúc ngoại nhiều sức khỏe nha ngoại nha. Nếu mà dưới ngoại có bạn bè nào bằng trang lứa mình cũng chưa có cặp đôi nào đó. Ngoại kêu liên hệ với con với Cát Tường nha. Xin báo cáo với Quỳnh Linh và Cát Tường. Dạ. Tôi đến đây thích chương trình hay quá và vui quá. Và cũng muốn nhờ ông Tơ bà Nguyệt là kiếm cho thêm một bà nữa. Ông ngoại nhiêu tuổi rồi? 80 hả? 80 rồi, con sẽ kiếm cho ngoại nha. Khoảng 70 được không? Được. Cảm ơn ngoại rất nhiều. Này. Bạn trai, mình có đi với người thân không? Dạ có, chị em ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Con gái bên đây là rất là xinh. Nói chung là cũng hơi lanh, nhưng mà lanh thì mới trị được em của chị. Tại vì nó hơi lì, nó lì lắm. Chưa chết rồi. Rồi bị bán, chị bán đứng rồi. Còn gì nữa rồi, không em? Ở quê á, không may là cha mất sớm nên chỉ còn có một mình mẹ. Sau này mà nếu tiến xa hơn gặp gia đình á, thì mong muốn của nhà là muốn con dâu ở với mẹ để chăm sóc cho mẹ sớm chiều, nhà cửa thì rộng thênh thang nhưng ra trước ra sau chỉ có một mình thôi. Chị cũng mong muốn điều đó nhưng mà cũng mong là em với Tuấn là sẽ thành. Nó cũng lớn tuổi rồi, chị toàn nói nó là ế không à. Nói như ngoại đừng nói ế. Chưa có cơ hội. Rồi cảm ơn các thành viên gia đình. Bây giờ thì các bạn sẽ có thời gian 2 phút trò chuyện với nhau. Kéo màn. Chào em. Anh chào anh. Quá là xinh đẹp. Hơn là mất anh tưởng. Ủa anh tưởng tượng thì cỡ nào? Cỡ chị Cát Tường. Ý nói là hơn các. Rồi mình tính hẹn hò sao đây? Đám cưới tới làm sao, để mấy con là tiền bạc tính sao? Tiền bạc thì chắc vợ giữ, còn con thì nếu mà con chung thì chia sẻ nhau. Chứ không lẽ con riêng? Để con trai gái gì đó mấy đứa thì bàn luôn đi. Dạ nếu chung là nhà em hơi vắng thì để ăn chuột cũng được. Nuôi nổi không anh? Trời dư sức, nếu mà nuôi không nổi thì chia, ví dụ như để ăn chuột thì chia 5 đứa về ngoại, 5 đứa về nội. Trời gì giống như... Trời cái này là con anh đẻ ra anh phải nuôi chứ. Anh không có đẻ, em đẻ. Chưa gì bán trách nhiệm rồi, chị nói đúng ghê luôn. Nói chung là anh nhìn em là anh cũng có cảm tình tí, thì nói chung là được thì em hãy về đổi với anh. Đổi làm gì? Dạ thì về chung một mái nhà. Thôi hết thời gian. Để tay nút bấm đi bạn. Và chúng ta đưa ra quyết định, quyết định thật với trái tim của mình nha. Bấm nút là một điều hết sức là thiêng liêng, chứ tôi không thể nói chơi như nãy giờ được nha. Nào chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Lý do tại sao bạn nữ lại không bấm nút? Dạ em nghĩ là chắc anh sẽ không có thời gian quan tâm em, còn em thì cần một người quan tâm nhiều hơn. Đúng. Nói gì nói với bạn trai ạ, cho dù công việc thế nào đi nữa thì chúng ta cũng cần dành thời gian quan tâm đến một nửa yêu thương của mình. Tôi mong rằng các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình, bởi vì trai tài gái sắc mà, người nào cũng dễ thương cả. Thay mặt chương trình xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ cảm ơn chị. Rồi cảm ơn chị. Mời các bạn. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Hàn Quốc em là gì? Dạ, đi không chung. Ủa? Bà. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Wow. Rồi ngồi đi bạn. Rồi mời em gái giới thiệu. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả khán giả đang xem chương trình. Em gửi lời chào đặc biệt đến bạn nam bên cạnh ạ. Dạ em tên là Huỳnh Diễm Phương. Em sinh ra và lớn lên ở Củ Chi. Em 29 tuổi. Hiện tại em đang làm việc ở quận 2. Công việc của em là thiết kế đồ họa. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả. Và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Lý Quý Tuấn. Năm nay em 31 tuổi. Em đến từ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Em là người ở đâu? Em là người Hàn Quốc.
tiếng Việt hay quá trời. Qua Việt Nam lâu chưa? Dạ em qua Việt Nam 4 năm rưỡi rồi. Tên Hàn Quốc em là gì? Dạ Lee Chong Chun. Lee Chong Gun. Lee Chong Chun. Lee Chong Chun. Lee Chong Chun. Dạ Lee Chong Chun. Anh Linh nói không được đâu. Anh Nhân Sa Yo. Dạ chào anh. Kasabida. Rồi vỗ tay cho anh chàng Hàn Quốc các quý vị. Tuấn đang làm công việc gì? Dạ em làm thu nhập viên tiếng Việt. Lý do tại sao bạn lại yêu tiếng Việt và chọn Việt Nam để đến làm việc? Tại em thấy Việt Nam là nơi đất lành chiếm đồ. Em đã chọn Việt Nam để sống mãi mưu sinh ở Việt Nam luôn. Lấy vợ về xong rồi ở Việt Nam luôn hay là về lại Hàn Quốc? Em sống ở đây luôn. Qua bên đây mà ở với ai? Tại em ở với bạn đồng nghiệp của em. Bạn đồng nghiệp. Dạ. Bạn đồng nghiệp là bạn bên Hàn Quốc hay là bạn Việt Nam? À, người Việt Nam. Bạn trai hay bạn gái? Bạn trai. À. Bây giờ là giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của hai bạn nha. Rồi, bạn nữ. Dạ, về tính cách thì em là người hòa đồng, hiền lành. Em sống rất là đơn giản. Chưa bao giờ make up rồi phấn son, trang sức. Và em mặc đồ cũng kính cổng cao tường không ạ. Em biết nấu ăn, biết may vá, biết vẽ, biết viết thư pháp và biết chụp hình. Em biết nói tiếng Hàn. Em biết nói tiếng Hàn. Tiếng Hàn nữa hả? Để cho hai bạn nói chuyện với nhau vài câu đi. Hai người nói chuyện tiếng Hàn đi. 안녕하세요. 한국말 할 줄 아세요? 저는 푸입니다. 네, 저는 뚜언입니다. 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 네, 감사합니다. 어? 오바, 오바, 오바. 오바, 바바. 오바, 사랑해, 사랑해. Tuấn hát một bài hát nào về tình yêu của tiếng Hàn Quốc được không? Tiếng Việt cũng được à? Hồi hát thì của Hàn Quốc đi. Dạ, tiếng Hàn Quốc hả? Hàn Quốc đi. À, thì em chưa học thuộc nên em có điện thoại hát được không ạ? Rồi, mở ra hát đi. À, cảm ơn anh. 너의 뒷모습을 보는 것도 난 행복이야. 아직 나의 마음을 몰라도 끝내 스치듯이 가도 네가 너무 보고 싶은 날엔 너무 견디기 힘든 날에는 너를 사랑한다 입가에 맴돌아 혼자 다시 또 crying for you 혼자 다시 또 missing for you Baby I love you I'm waiting for you. 야, 잠깐만. 하이 와 nhưng mà không có hiểu. Giờ hát miếng tiếng Việt đi. À, tiếng Việt hả? Đúng rồi. 등 대유 등 기절라 놓이다 거던 배너의 깜퐁하이 잔뜩 깨탄순 대특모하이 저 지골라 적마. Rồi, được rồi. Dạ, cảm ơn. Bạn gái cảm nhận thế nào? Dạ, anh ấy hát rất hay ạ. Anh có thể chia sẻ về tính cách và sở thích của anh không ạ? Tính cách anh là không có nóng tính, không có gia trưởng. Và sở thích anh là hát và đi nhậu. Đi nhậu nữa. Những cái khuyết điểm của em là gì? Sau khi nhậu thì hơi nói nhiều. Và em không biết nấu anh. Em có thích ăn món gì ở Việt Nam, món gì không? Phở và bún bò. Phở bún bò. Dạ. Hai món đặc sản thích luôn ăn ha. Gì nữa? Bánh mì. Bánh mì. Bún thịt nướng. Chị hỏi bạn gái nè, em có đồng ý lấy người nước ngoài không? Miễn anh ấy sống ở Việt Nam là được rồi chị. Ủa giả tỷ anh ấy sống bên Hàn Quốc không được hả? Dạ, em thích ở Việt Nam. Tuấn đã quyết định ở Việt Nam luôn đúng không Tuấn? Dạ em chết ở đây luôn nha. À, đó, thích ở đây luôn nói rồi. Vậy thôi, ta ở vài chục năm nhưng mà già người ta về quê người ta đó. Dạ lúc đó chắc suy nghĩ em thay đổi. Thay đổi gì nữa, ở người ta mấy chục năm còn thay đổi gì nữa. Rồi tình trường thì sao? Dạ em trải qua một mối tình nè. Em quen được 3 năm và chia tay cũng hơn 2 năm rồi ạ. Lý do tại sao chia tay? Anh ấy không có công khai mối quan hệ, không giới thiệu bạn bè, gia đình. Vậy là không được, tình yêu là đẹp, phải công khai cho mọi người biết, có gì đâu mà giấu giếm, đúng không? Rồi, Tuấn ơi, mình có mấy mối tình rồi Tuấn hè? Dạ, em đã có vả mối tình rồi, ở Hàn Quốc 1, Việt Nam 2. Trời ơi! Về Việt Nam cũng có 2 mối tình. Rồi, lý do tại sao chia tay?
Em chưa bao giờ kéo dài đến một năm. Thì em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà cô ơi thấy em vô tâm quá nên em bỏ em. Nên là bị đá rồi. Bị đá hả? Tức là em bị bỏ chứ không phải em bỏ người ta hả? Em bị bỏ rồi. Em nhưng bị bỏ là... tội nghiệp quá hả? Nhưng em có phải là người vô tâm không? Em thấy em rất là chủ đáo và nhiệt tình, em không có vô tâm đâu. Vậy sao ta lại nói em vô tâm kỳ vậy ta? Thôi bây giờ bỏ qua chuyện cũ đi. Bây giờ Tuấn muốn tìm một người bạn gái mới nè. Là người như thế nào? Lịch sự và lễ phép, biết tôn trọng người lớn tuổi. Phụ nữ Việt Nam là những đức tính đó luôn luôn có trong người luôn. Em có thấy chị Haru Won là lấy Trấn Thành chưa? Dạ, em thấy Haru Won rất là hạnh phúc. Hy vọng rằng em sẽ tìm được người vợ giống như cặp Haru Won Trấn Thành á. Dạ, em cảm ơn anh. À, rồi em mong muốn người con gái vợ của em phải cao thấp mà như thế nào? Trở lên 1m5 là được ạ. Rồi. 1m5 được ạ. Rồi gì nữa? Da trắng, mắt đẹp. Mắt đẹp là mắt như thế nào? Mắt hai mi và mắt hơi to. Hai mi, hai mí. Hai mi nó khác nha. Hai mí. À, hai mí. Hai mí. Hơi to. Còn bạn gái, bây giờ em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao trên 1m67, dưới 1m75. Rồi. Được không Tuấn? Em sau khi mang giày thì được. Rồi, cái gì nữa em ha? Tóc thì nhiều, thẳng. Mắt không đeo kính. Chà khó ạ. Rồi gì nữa? Nhiêu đó thôi ạ. Còn nhiêu đó là muốn chết người ta rồi. Cân nặng phải cân đối nữa. Là không mập không ốm. Dạ. Không, anh này em nhìn dễ thương lắm em. Cân đối lắm. Xin chào. Đẹp mà. Đúng rồi, đứng lên cho chị coi cho coi. Đứng lên. Em hơi thấp. Đẹp, được rồi. Xoay một vòng. Rồi. Cái điều gì mà em không thích nhất ở người bạn gái? À, bạn gái mất lịch sự hay là... Mất lịch sự. Chỉ nhiều. Cái gì nhiều? Chửi thề. Ai chửi thề? Dạ. Có đâu. Trời ơi, gái Việt Nam đâu không ai chửi thề đâu. Gì nữa không? Quá ghen. Quá ghen. Nhưng mà em có lăng nhăng không? Em không có lăng nhăng. Nếu mà em chung thủy, em đi đứng thẳng hàng, không liếc qua liếc lại thì người ta sẽ không ghen. Còn nếu như mà em có hành tung mờ ám, người ta mới ghen. Hiểu dạ. không? Dạ, em sẽ chung thủy thôi nha. À, mai mốt em cố gắng hết sức kiếm tiền để dành để mua chung cư ở Việt Nam. Được. Tướng tá cũng là hợp với em đó. Sao nữa, hai chồng như lấy nhau về bán kim chi với sâm Hàn Quốc cũng được. Yeah. Trời em, dễ thương quá. Anh không thích chửi thề, em có chửi thề không? Dạ, em chưa bao giờ chửi thề ạ. Ủa, em cũng biết chửi thề nữa hả? Em biết mà em không có sử dụng. Em có thấy gái Việt Nam chửi thề lần nào chưa? À, cũng nghe mà em thì... Gái chửi thề sao? Nên là... giọng nói thì dịu dàng. Thôi trời ơi, chửi thề mà dịu dàng nữa. Thường thường là kêu ba mẹ. Liên quan đến ba mẹ. Chửi thề liên quan đến ba mẹ hả? Dạ. Dễ thương quá. Anh này dễ thương lắm. Ủa, quê em ở đâu vậy? Dạ, em ở Củ Chi ạ. Em có đi Củ Chi lần nào chưa? Dạ có. Củ Chi đẹp không? Dạ, đẹp. Anh này có vẻ rất là... gọi là hiểu văn hóa Việt Nam luôn đó. Cô Kiên hiền khô và hiền. Dạ, cảm ơn anh. Ví dụ mà mình tiến tới hôn nhân được á, em ở Tuấn thì mình sẽ kết hôn theo phong tục của Việt Nam hay của Hàn Quốc? Việt Nam. Anh ba Việt mẹ Nam có đồng ý bay hả? Qua Việt Nam cưới vợ cho em không? Hay quá. Dạ có, ba mẹ em thoải mái lắm. À, ba mẹ em là lúc trước là giáo viên công chức. À, giáo viên bên Hàn Quốc. Rồi ba mẹ em giáo viên bên đó có kinh doanh gì không? À, sau khi nhảy ruộng nhậu nay thì làm ruộng thôi à. Làm ruộng hả? À. Ủa, Hàn Quốc cũng có làm ruộng nữa hả? À, làm ruộng nhỏ nhỏ xíu thôi à. À, vậy là em ở vùng nào? Miền Nam, thành phố Quang Chu là thành phố đến số 5. Giống như là số 6 được là thành phố Cần Thơ. À, tức là cách từ cái thành phố đó tới Seoul là bao nhiêu cây số? Khoảng 3-400 cây số. Khoảng 4 tiếng đồng hồ. Vậy là cỡ Cà Mau chứ không phải Cần Thơ đâu. Nó cỡ Cà Mau vậy ha. Tức là bay thẳng qua bên quê em luôn hay là bay qua hàng Seoul rồi mới đi về quê em? Từ Seoul thì phải xuống dưới. Thì bằng xe tổ 4 tiếng thì mới tới được ạ. À, rồi, gần tức là... mà, đi xe có 4 tiếng thì Seoul là quá gần. Rồi, đó. Để anh hỏi cho bên gái, đàn gái hiểu luôn đó. Hôm nay Tuấn có nha. Đi với ai không? À, em có một bạn đồng nghiệp và một bạn thân Hàn Quốc của em. À, rồi chào hai bạn. Nguyễn Linh và chị Cát Tường, quý vị khán giả. À, em tên là Yun Song Yul, bạn thân của anh Tuấn. À. Em thấy hai người rất là xứng nhau. Anh Yun chắc là sẽ thích cô này. À, tại sao biết anh thích? Đẹp. À, đẹp. Anh Tuấn thì không thấy được nhưng mà em thấy là đẹp. À. Yeah. Tuấn rất là hiền lành. Để mà hai người bấm nút thì em cũng hài lòng. Rồi em có bạn gái chưa? Dạ, em không có. Có muốn có bạn gái giống anh Tuấn không?
À, dạ dạ, nhưng mà em thấy mắc cỡ. Sao? Mắc cỡ hả? Mắc cỡ. Y chang anh Tuấn ngồi đây vậy đó, nói chuyện. Bây giờ ở đây cũng là mắc cỡ chết luôn. Có gì lên đây chị với anh Quyền Linh giúp cho. Có bạn gái vui lắm, lấy vợ còn vui nữa. Năm sau em đăng ký. Thêm ý kiến của bạn Việt Nam nè. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là Huy, là bạn đồng nghiệp, cũng là bạn cùng phòng với lại anh Tuấn. Thì ở chung á hả? Dạ đúng rồi. Ngủ chung hả? Tại vì công ty là thuê nhà cho tụi em ở. Anh Tuấn là một người là rất là quan tâm tới người khác và hiền lành. Anh không bao giờ nóng tính, là cái đó là chính xác. Anh nói là anh thích nhậu, nhưng mà một tuần anh nhậu chưa tới một lần. Anh nhậu xong thì anh có hay làm thơ về Việt Nam, anh thể hiện cái tình yêu về đất nước Việt Nam. Thì em thấy là anh Tuấn rất là phù hợp với bạn nữ bên đây. Cảm ơn em, rất tốt ha. Rồi. Rồi, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với em trai, đồng nghiệp và bạn em. Chào em. Chị Cát Phượng và anh Quyền Linh, em là em trai của... Cát Tường. Rồi, em thấy hai anh chị như thế nào? Em thấy cũng xứng. Xứng ở chỗ nào? Bên đây cũng được trai, cũng xứng chị em. Đồng ý phải không? Gả chị luôn phải không? Tuấn nói một vài câu với em vợ tương lai đi. Chào em nhờ tương lai. Dạ, chào anh. Sao nữa? Anh hứa. Anh chăm sóc. Anh rô răng, à rô hết. Thôi được rồi. Rồi bây giờ nha, mình sẽ mở rào ra cho Tuấn gặp bên kia. Dạ. Cái nào không nói tiếng Việt được thì nói tiếng Hàn. Rồi anh dịch cho ha. Anh dịch tiếng Hàn ra tiếng Lào cũng hay lắm. Dạ. Rồi. Thôi. Mở hàng rào. Mở rào. Tặng em bó hoa và nước hoa. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em cũng có quà tặng lại anh ạ. Em hay đi du lịch á, em chụp lại những phong cảnh ở nơi đó. Hy vọng anh sẽ thích nó. À, cảm ơn em. Anh cũng thích đi du lịch. Anh yêu Việt Nam mà, anh rất là thích. Tuấn cảm nhận cái người đối diện của mình như thế nào Tuấn? Thế đó là xinh, dễ thương, nó là đẹp phép, nó là hiền lành. Em thấy anh sao? Cô cười ấn tượng gì không ạ? Dạ, em thấy anh nói tiếng Việt hay, nhìn cũng dễ thương. À, anh có... Em đã học tiếng Hàn Quốc đâu chưa? Dạ, em học lâu à. Bây giờ nó quên hết rồi, em nhớ sơ sơ à. Em biết nấu các món ăn Hàn à. Anh sẽ chỉ em tiếng Hàn Quốc thì em nấu ăn cho anh được không ạ? Dạ, được ạ. À, cảm ơn em. Khi đi hẹn hò thì em có thích ví dụ thì xem phim hay là uống cà phê hay là... ăn cơm Hàn Quốc? Dạ, tất cả luôn ạ. À, dễ lắm em. Anh có thích nhậu không? Dạ, em không thích nhậu ạ. Anh uống bia thì em uống trà cũng được. Em khó không? Mẹ em dễ lắm, mẹ em nấu món Hàn rất là ngon ạ. À, khi nào có cơ hội thì anh ba gặp mẹ em chào hỏi được không? Dạ, được ạ. À, cảm ơn em. Hỏi cổ thích con trai hay con gái? À, em tương lai em muốn sinh con thì muốn đẻ mấy con? Dạ, em thích đẻ con trai trước con gái sau ạ. À, được không? Được, à, được. Mai mốt thì cưới nhau thì em quản lý kinh tế hết thì anh chỉ lấy một số chi phí cà phê là được. Dạ. Anh tốt quá à. Cũng học của Việt Nam nhanh quá ha. Em hỏi coi anh ở nhà em luôn được không? À, em có muốn anh ở rể nhà tiền em không? Dạ, em thích ở riêng ạ. À, thích ở riêng ở à? Riêng. À, anh cũng thích ở riêng. Thì ráng để dành tiền mua chung cư lẹ lẹ nha, rồi để ở riêng nha. À, chung cư thì bình thường có hai phòng ngủ. À, cho hai người ở thoải mái. Người ở phòng hả? Hai vợ chồng ở phòng thôi chứ. Hai phòng điên. Thì hoạt động thì một phòng. Là sao? Hai chồng ngủ một phòng thôi chứ. À, dạ, một phòng là nhà kho. À, một phòng là nhà kho. Dạ. Còn một phòng là hai người ngủ chung. Rồi cái dạ. Mình mốt đẻ con thì là con ngủ phòng bên kia. Hai vợ chồng ngủ phòng bên này. Nãy giờ em nói chuyện cô gái ấy á. Ấy, cái nhịp tim mình có thay đổi gì không? Trái tim là rung rung. Rung rung. Và bây giờ vẫn như vậy. Đi lại đây.
nắm tay nhau. Nắm chứ đưa tay ra, chỉ nắm tay, hai tay luôn. Cảm nhận như thế nào? Nhắm mắt lại, nghe cảm nhận coi nó có rung, có điện gì nó truyền qua không? Ấm áp, thấy hạnh phúc. Nói với cổ quá. Em có cảm giác trái tim của anh đang rung động, em thấy không? Em thấy tay anh rung chứ phải tim. Tay anh đang rung mà hai người có mặt ở đây là chắc có duyên. Nếu mà em bấm nút thì anh sẽ cố gắng hết sức hai người tìm hiểu nhau. Anh muốn em cho anh cơ hội một lần. Rồi, trở về vị trí đi em trai. Rồi, ok. Đặt tay vào nút bấm đi em. Đây. Em có hay xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Dạ có nhiều. Có nhiều luôn hả? Dạ. Em thích chương trình này không? Dạ thích. Rồi, bây giờ là em chuẩn bị tâm lý nha. Dạ. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng Tuấn nha. Đấy. Hai bên nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau. Trời ơi. Nè, hôn miếng đi. Trời ơi. Nếu mà anh yêu em là nói tiếng Hàn nói sao? À. Saranghaeyo. Đúng không anh? Đúng. 오늘 너무 가슴이 두근거리고 사랑해. 사랑해. Là gì? À, hôm nay trái tim rất là rung động và yêu em. Yêu nhau từ kiếp nào đây đó? Là những chiếc vé xem phim Cùng Gặp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Ở đó chiếu những cái phim rất là tình cảm ha. Đến đó xem phim để có không gian lãng mạn, để yêu thương, để hiểu nhau nhiều hơn nha. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton. Gửi tặng cho bạn một máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng phần quà trị giá là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp QVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV, rất tiện lợi. Thành công nha. Dạ, cảm ơn anh. Chúc hai đứa hạnh phúc nhớ nha. Cặp này mà nếu đám cưới là nhớ báo cho Cát Tường với anh Quyền Linh biết nha. Dạ em biết rồi. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Rồi, cố gắng. Chúc mừng hai bạn. Rồi, đợi bạn gái nữa nè, đi từ từ thôi. Mọi người thường hay nhận xét là lần đầu gặp em thì thấy khó tiếp xúc, nhưng mà quen rồi thì cũng rất là vui vẻ. Có hơi nóng tính. Làm điều dưỡng mà nóng tính. Dạ, điểm mạnh thì chút xíu, nhưng mà điểm yếu nhiều lắm. Có chút xíu nóng tính trong đó luôn. Chúng ta vừa đến với một cặp rất là dễ thương thưa quý vị. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Kim Thoa, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Long An ạ, em hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì Thoa? Dạ, em làm điều dưỡng chị. Mời, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em tên là Ngọc Minh, hiện tại bây giờ em đang làm nhân viên bảo vệ và PT ở các phòng tập ở Thủ Đức ạ. Quê em ở Thủ Đức luôn chị. Hôm nay em 32 tuổi. Nhân viên bảo vệ bệnh viện. Ồ, vậy cũng hợp lý cô kia nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Thoa? Dạ, điểm mạnh của em là biết nấu ăn, biết chăm lo cho gia đình ạ. Còn về khuyết điểm thì mọi người thường hay nhận xét là lần đầu gặp em thì thấy khó tiếp xúc, nhưng mà quen rồi thì cũng rất là vui vẻ ạ. Có hơi nóng tính. Làm điều dưỡng mà nóng tính. Nhiều lúc cũng stress quá chị. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh thì chút xíu, nhưng mà điểm yếu nhiều lắm. Em ăn nhiều lắm. Tập thì phải ăn nhiều ăn chứ đâu có sao sức đâu. Bảo vệ chứ. Ừ. Có chút xíu nóng tính trong đó luôn. Rồi, nóng tính. Rồi. Cô kia cũng nóng, em cũng nóng. Hai nữa. Hai bên nóng luôn. Còn khi đụng chuyện có nóng dữ dội không? Em nóng là em im ru, cái em kiếm chỗ em ngồi chỗ. À, chứ như em mà nóng tính rồi cũng gây phiền hà cho người ta lắm rồi nha. Ưu điểm của em thì em
hát được nhạc bolero chị ơi. Tao làm câu nghe thử đi. Nắm tay dần hết hờn em nhé, xa cách thêm buồn người tình ơi. Mình yêu yêu mãi muôn đời, giờ đây ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình cách đôi đường. Hay đó, rất là ngọt ngào. Bạn gái, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua hai mối tình rồi anh Linh. Mối tình đầu tiên á chị là cái anh đó ảnh thích em nhưng mà ảnh không dám nói. Còn mối thứ hai thì em với ảnh quen nhau khoảng được vài tháng, sau đó thì ảnh nói anh đi du học. Vậy bạn trai thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em có ba mối tình chị ơi. Mối tình đầu tiên của em lúc em 19 tuổi à. Rồi. Lúc đó em quen bé kia thì em ham chơi quá, em hẹn người ta mà tới sáng sớm mà tới 3 giờ chiều em mới tới lận. Đã gần nhất đây 4 năm mấy. Người đó người ta khó tính lắm. Như vậy như là em đi đi uống cà phê thì đi xa thiệt xa, uống chỗ mà cô ấy thích, cô ấy bắt em phải mặc một đồ như áo sơ mi, rồi mang giày, quần jean. Rồi những lúc đi gần nhà thì cũng phải như vậy. Nói chung đi đâu cũng phải mặc đồ như cô ấy thích mới được. Thì biết đâu cô ấy thích cho nó đồng bộ, tông sờ tông cho nó vui, có gì đâu khó. Không có thoải mái cho em đúng không? Dạ, thấy rồi bó. Bây giờ mình nói chuyện tương lai đi. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Chịu nấu ăn thôi. Còn nấu ăn ngon hay dở thì em không cần thiết cho lắm. Tại vì em ăn nhiều thì cái gì nấu em ăn hết à. Rồi, em gái biết nấu ăn không cưng? Dạ biết chị. Biết, mừng quá, lo được cái bao tử rồi đó. Còn gì nữa không em? Chút xíu nói nhiều giống em để hai người cùng nói nhau thì nó có công chuyện nó sẽ hay hơn. Chiều cao thì 1m56 được rồi, không cần da hơi trắng xíu tóc dài. Điều gì mà em không thích nhất ở người con gái? Người ta đừng ghen quá thôi. Tại vì em làm môi trường bệnh viện thì có nhiều cái nó tới nhị á. Bệnh nhân mà nữ người ta bị té chân, người ta té mà gãy chân gãy tay hay là gì đó chày áo rồi đó, em phải phụ giúp bên kia, người ta khiêng người ta vô ẩm vô rồi đó. À, cái đó công việc mà ghen cái gì, ghen bậy bạ vậy đâu có được. Em có hay ghen không em? Dạ không. Không hả? Nếu mà thấy bạn trai mình ẵm cô gái này, ẵm cô gái kia vậy em có khó chịu không? Dạ có. Thì sao nó không ghen? Trời ơi. Nhưng mà cái đó mình phải xác định đó là công việc, người ta bị tai nạn, người ta mới vô bệnh viện rồi ảnh mới ẵm. Đó, nhưng mà ở trong PT á, mấy phòng tập gym có ẵm người ta không em? Không có chị ơi. Ờ, à, cái đó ẵm là bậy á nha, cái đó ẵm dạ. Là phải ghen à. Em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? À, dạ, về ngoại hình thì bạn đó cao khoảng 1m65 trở lên, nước da ngâm, không hói, không bụng phệ, nhìn sạch sẽ, gọn gàng, biết lo làm ăn, biết kính trọng người lớn và có ý định lập nghiệp tại Sài Gòn. Đó giờ em thấy có ai tập gym mà bụng phệ không? Bụng phệ được, hên quá, không hói, ha, bụng phệ, khỏi coi cái bụng. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ, em không thích tính gia trưởng với lại tính toán quá chị. Em có tính toán chi ly quá không em? Dạ không gì, xả láng luôn chị. Xả láng luôn là nghèo hoài đó cưng. Thì em mới đưa cho người ta giữ hết. À, mốt lấy vợ về đưa cho người ta giữ hết đúng không? Được, em cao mét mấy? Dạ, 1m71. Bây giờ em có định là xác định là mình sống làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn không? Dạ có, nhà em ở đây mà. Rồi, ổn luôn. Tánh em có lăng nhăng không? Không có. Chắc không? Chắc. Em có cái định hướng phát triển kinh tế như thế nào trong tương lai không? Thì em sẽ cố gắng em mở một cái phòng tập gym trong 2 năm nữa với một cái quán ăn nhỏ. Tốt, vậy là cũng có những cái định hướng. Em cứ việc đi làm điều dưỡng, kinh doanh để ảnh. Không, về điều dưỡng xong rồi về phụ chồng bán quán ăn. Được không? Dạ, được. Chào em gái. Dạ. Thí dụ như khi chồng nóng tính thì em cũng nóng tính thì sao? Chắc em phải ngồi lại bớt. Sao mà đây người ta chịu nhường bớt rồi đó. Nhưng mà em nóng tính, em im lặng mà. À, nóng tính im lặng. Mà thứ dòng mình im lặng chứ phụ nữ cũng hỏi tại sao im. Hai người mà cãi nhau thì em im lặng hoài hay sao? Thì mình ra mình năn nỉ. Năn nỉ phải không? À thôi được, hợp. Anh này cũng cao to ha. Đen, cao to đen, không có hôi, không có hói, không bụng bự. Không bụng bự. Chỉ có người đang nói là hói bụng bự thôi. Không, em đi với ai nè? Dạ hôm nay em tới đây cùng với bà ngoại, em gái và mấy chị đồng nghiệp của em. Bà thấy cháu rể tương lai này được không bà? Thì bà thấy thì cũng vui vẻ, nói chuyện cũng đặc thà, cũng dễ thương. Cháu tìm hiểu đi rồi gửi tiếng tới tương lai hôn nhân gia đình. Con trai đi với ai? Dạ em đi với chị và bạn. Dạ cho em Nguyễn xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh và tất cả quý vị khán giả ở đây. Về vẻ bề ngoài thì thấy rất là tương đồng, em thấy rất là xứng đôi.
Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị. Thấy chưa, em gái thấy và chị hiền lành dễ thương vậy chưa? Kéo màn cửa ra để cho hai bạn gặp nhau và trò chuyện với nhau. Mở rào. Anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Chà, mặc áo đùi ha, giống nhau ha. Anh hát nha. Dạ. Em ơi, lòng anh thì rất chân thành, muốn được trọn đời yêu em, chớ đừng giận hờn anh nhé. Em ơi, đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ làm tội nghiệp anh lắm, đã thương nhau chớ phụ tình nhau. Anh hát hay. Hồi nãy là anh nói là anh là hiện đang làm ở đâu anh? À, anh làm ở bệnh viện Thủ Đức đó em. Anh là con thứ mấy trong gia đình vậy anh? Con trai lớn. Nhà anh đông anh em không? Anh có đi em gái ruột, mà em gái đi lấy chồng rồi. À, công việc của anh nó có chiếm nhiều thời gian với anh lắm không? Thời gian thì sáng tới chiều. Thì hôm sau mình sẽ nghỉ, mình sẽ làm đêm một buổi sáng rồi tới buổi đêm. Thì có thời gian rảnh ra ngoài thì anh đi dạy ở ngoài. Còn nếu ví dụ mà sau này mà anh có quen được em thì anh sẽ cắt bớt thời gian đi làm thêm ra ngoài đi. Nói chung là lúc nào được rảnh được thì anh cứ anh chơi. Em thấy anh có khó tính không? Không, nhìn thấy anh vui vẻ. Có đen lắm không? Không đen lắm. Anh thì thích đi du lịch, đi chơi mà xe máy á, em có thích đi không? Dạ cũng có. Vậy nếu vậy là cứ một tháng mình đi một lần đi. Anh sợ anh chạy xe em nhắm đi không em. Bình thường một ngày em làm giờ hành chánh hay là mình làm theo ca mà liên dạ, tục luôn? Em làm theo ca anh. Nếu mà rảnh thời gian nào thì anh tới em trước đi đi về giờ đó nha. Anh thích trai hay gái anh? Con nào cũng được hết. Dạ. Đừng xấu giống anh mà giống em đi. Thì anh mong là mốt sau này mà anh đi làm về thì có tiền đưa hết chừa anh chút xíu, nhưng mà nếu mà không chừa cũng được mà nấu ăn cho anh. Anh muốn sau này thì anh sẽ anh sẽ không bảo vệ mà những nhiều người khác nữa, mà anh sẽ chú tâm bảo vệ em nhiều hơn. Rồi, hết thời gian. Chúng ta đã có ít phút để trò chuyện với nhau, cũng phần nào hiểu được nhau rồi ha. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định của mình. Bấm nút là để hẹn hò với nhau các bạn nha. 1 2 3 Hết thời gian. Sao em gái không bấm? Em có bấm mà không ăn. Đấy, hai bạn nắm tay. Chúc mừng các bạn nha. Vỗ tay lên nào các bạn. Một chút thử cảm giác thế nào. Đây là chàng trai cũng rất chân thật, cô gái cũng rất là chân tình luôn ha. Vấn đề vẫn chưa quyết liệt thôi. Để hiểu nhau nhiều hơn, để yêu nhau nhiều hơn nữa nha em gái nha. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Và đây là máy nước nóng với thương hiệu Senton. Một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantis gửi tặng hai bạn với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Bây giờ thì cảm giác bạn gái thế nào? Đúng. Hả? Đúng. Vui không? Vui. Bạn trai thấy vui không? Vui. Đồng hay sợ? Sợ gì? Thôi, hôn bạn gái cái nào. Không đáng. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc nha. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV, rất tiện lợi. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Rồi, đợi bạn gái đi ha, hẹn hò nhau nha. Cô gái có vẻ nhút nhát nha. Như vậy là ngày hôm nay hai cặp đôi rất đặc biệt, cặp đôi nào cũng dễ thương và họ đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Chúng tôi hy vọng là sẽ sớm nhận được tin vui từ các bạn. Cảm ơn nhãn hàng UVC TV đỉnh cao công nghệ Smart TV đã đồng hành với Bạn Muốn Hẹn Hò. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz.
Quý vị hãy theo dõi chương trình vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và xem lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV. Và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Bây giờ chúng ta xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Đi ra đường em hay cầm tỏi, thầy bói nói á là em do em bò cho nên bị rớt, em từ đó em không bò nữa. Trời đất ơi, em ế kiên trì luôn á. 25 mùa lúa trổ rồi em chưa từng nắm cổ tay ai. Dạ em cũng vậy, dạ em cũng vậy. Hả? Em không có mượn thứ tưởng gì hết, em chỉ cần người đàn ông đó yêu thương em. Nếu thật sự anh yêu thương em thì những thứ khác anh sẽ vì em mà anh thay đổi tốt hơn. Em chia tay với bạn trai được lâu chưa em? Dạ lâu rồi anh. Tình yêu với 7 năm. Dạ. Tại sao không đến được với nhau? Không phải tình yêu nào cũng tới được với nhau anh. Mấy năm cũng chưa rồi lên. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh.